Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2021. Em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Có nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số tự động, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 342 triệu đồng cho một mẫu xe i10 tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, mang biển kiểm soát 15A 12766. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn, máy 1.25. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh, tiết kiệm nguyên liệu. 100 cây chiếc này tầm độ 5 lít rưỡi xăng trên 100 cây số. Mang biển kiểm soát Nam Định 18A. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014 các bác nhá, con này là bản đủ. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Forte. Kia Forte có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 89A 02727. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 326 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Forte, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc. Bên cạnh đây là một mẫu xe Trailblazer Cruise có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng cho một mẫu xe Trailblazer Cruise. Form dáng rất là đẹp các bác nhá, sơn xi màu đen. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, con này là bản di số sàn, máy 1.3. Chiếc này bên em đang giảm giá các bác nhá. Chiếc này nay chỉ còn 280 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, thương hiệu Nhật Bản, số sàn, máy 1.3 các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 các bác nhá, 2016, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng, bản đủ các bác nhá. Con này là bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, sơn xi màu bạc. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Bản sedan hai đầu, máy 1.2, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện đề lỗ cho nó tốt. Bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2008, phiên bản là số sàn, máy 1.8, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Toyota Corolla Altis, sơn xi của nó màu đen. Đây là một mẫu xe lôi đồng cuối đá coi nhá, thương hiệu Nhật Bản, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành. Và tiếp theo đây là em sẽ đi đến một loạt 7 chỗ các bác này, rất là nhiều các bác nhá, gần 30 con 7 chỗ các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2013, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng.
chiếc này mang biển kiểm soát 29A 74679. Chiếc này ở bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. Còn bản E số sàn máy 2.0, đây là một mẫu xe gia đình các bác nhé, sơn xi màu bạc. Bác là Hà Nội Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Innova. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bản này bản G bản đủ các bác nhá. Mang biển kiểm soát 36A. Chiếc này ở bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản G, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Sơn xi của nó màu vàng cát các bác nhá. 262 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006. Con này là bản G bản đủ, tư nhân chính chủ một chủ tư mới, biển kiểm soát 29Y 6815. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đầu cuối đá thương hiệu Nhật Bản, đăng ký 7 chỗ ngồi, 255 triệu đồng một mẫu xe Innova một chủ tư mới các bác này. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006 bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, mang biển kiểm số 30A 44290. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe gia đình các bác nhé, không taxi, không dịch vụ, sơn xi màu đen. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2014 các bác nhé, 2014 phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30G 35927. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014 sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát Hà Nội. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Carrera. Kia Carrera có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 296 triệu đồng. Con này số tự động có nhá, mang biển kiểm soát 2 củ lạc, Vịnh Biển Vĩnh Phúc 88A. Sơn xi màu đen, túi khí ABS đầy đủ, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và bên cạnh đây là một mẫu xe CMC Z7 có năm sản xuất 2016, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2017, phiên bản là số tự động máy 2.3 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu, 15A 31599. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 345 triệu đồng một mẫu xe, đăng ký 7 chỗ ngồi, sơn xi màu trắng ngọc trinh, trang bị túi khí ABS, máy eco, nội thất ghế da nguyên bản, máy số zin. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe có năm sản xuất 2003, phiên bản là số tự động máy 2.0 máy dầu các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe, một em gái đến từ Hàn Quốc các bác nhá, mang biển kiểm soát Bắc Giang. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2012, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Con này là bản E các bác nhá, bản E số sàn máy 2.0, mang biển kiểm soát 30F 68341. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 345 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2012 các bác nhá, số sàn máy 2.0 máy xăng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2010,
2010 các bác nhá. Phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 308 triệu đồng. Con này là bản G, bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Bắc Linh. Biển số 99A. 308 triệu đồng. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Carrera. Kia Carrera có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera sản xuất 2010. Số sàn máy 1.6 máy xăng. Rất là tiết kiệm nguyên liệu, đăng ký 7 chỗ ngồi. Mang biển kiểm soát Hà Nội. Sơn xi màu bạc. Thương hiệu Hàn Quốc. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30A55641. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. 252 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản G bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Ford Transit sản xuất 2009. Phiên bản là số sàn máy dầu máy 2.5. Một mẫu xe tải van, đăng ký 3 chỗ ngồi, nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 170 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chở hàng rất là ok các bác này. Mang biển kiểm soát Hà Nội. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2008 các bác nhá. 2008. Phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 278 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình, hàng thuốc chuột. Con này là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Không một lỗi nhỏ. 278 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, màu vàng cát. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Và em lại tiến đến một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2007 các bác nhá. Phiên bản số sàn máy 2.0, con này là bản G các bác nhá. Đã được lân kịch như G rồi các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về thì chạy dịch vụ nhanh thu hồi vốn các bác này. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 bản G số sàn máy 2.0. Sơn xi màu vàng cát, con này là đặc biệt, con này là máy số vẫn còn zin các bác nhá. Rất là đẹp. Mua về chạy dịch vụ nhanh thu hồi vốn con này. Bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia Carrera. Kia Carrera có năm sản xuất 2011. Phiên bản là số tự động máy 2.0 máy xăng. Đây là một mẫu xe gia đình. Trước này bên em đang chào bán với giá là 319 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera. Thương hiệu Hàn Quốc, đăng ký 7 chỗ ngồi. Số tự động quá nhá, máy 2.0. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2007. Phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30A22892. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe lồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân thương hiệu Nhật Bản. Đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Rất thích hợp làm kinh doanh vận tải các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Ford Everest. Ford Everest có năm sản xuất 2011. Phiên bản là số tự động. Số tự động các bác nhá. Máy 2.5. Máy dầu, một cầu điện. Trước này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Everest. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, xi nhan trên gương,
428 triệu đồng. Một mẫu xe Ford Everest 2011 các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia. Kia Carren. Có năm sản xuất 2009 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carren thương hiệu Hàn Quốc, biển kiểm soát Hà Nội 30A. Rất form dáng rất là đẹp. Dòng máy móc của Kia thì máy móc của nó rất là lành. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Kia Carren có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 90A, biển Hà Nam. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carren. Sơn xi màu ghi xám lông chuột. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xe nguyên bản theo xe, cửa sổ trời. 272 triệu đồng. Và em đến một mẫu xe này là mẫu xe Toyota. Toyota JGL, bản này bản GL xịn các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 180 triệu đồng các bác nhá. 180 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota JGL đăng ký 7 chỗ ngồi, thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota máy móc của nó cực lành luôn các bác nhá. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế. Con này rất thích hợp với đường công trường, đường rừng các bác này. Gầm cao máy thoáng, máy rất khỏe. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác nhá. 2007. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, mang biển kiểm soát 30F49039 các bác này. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, túi khí ABS đầy đủ. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2014 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 408 triệu đồng. Innova bản E số sàn máy 2.0, mang biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ 15A 41137, 408 triệu đồng các bác nhá. Túi khí ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Và đây là một mẫu xe Mitsubishi Jolly, bản đủ đèn cột, lốp treo, turbo mắt xích. Đây là một mẫu xe hàng thuốc chuột các bác nhá. Đăng ký 8 chỗ ngồi, keo chỉ zin cả xe, không một lỗi nhỏ. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly, hàng thuốc chuột luôn các bác nhá. Sản xuất 2005, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2007. Đặc biệt là hàng ghế của nó vẫn là ghế lỉ nguyên bản theo xe các bác này. Ghế lỉ nguyên bản, chân lỉ nguyên bản. Trang bị dàn điều hòa to, điều hòa rất là mát, gương kính chỉnh điện. Chỉ có 145 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Jolly. Xe rất đẹp các bác nhá. Phải nói là đẹp xuất sắc, đẹp lung linh luôn. 145 triệu đồng. Và em đến một mẫu xe này là mẫu xe Chevrolet Avell. Chevrolet Avell có năm sản xuất 2013, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát 99A, biển Bắc Linh, một chủ từ mới các bác nhá. 2013. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 212 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Avell. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Mazda. Mazda 323. À xin lỗi các bạn, Mazda 3 các bác nhá. Có năm sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 3. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành.
đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Grammy 10. Có năm sản xuất 2016 các bác nhá, 2016. Phiên bản số sàn. Máy của nó 1.2. Mang biển kiểm soát 14A21319, bản sedan 2 đầu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. 262 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Độ, bản sedan 2 đầu, sơn xi màu bạc nguyên bản theo xe. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2011 các bác nhá, 2011. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Dòng Toyota thì các bác đã biết đấy, máy móc của nó rất là lành. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Toyota Vios sản xuất 2011. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Grammy 10. Con này là bản đủ. Bản đủ các bác nhá. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Sơn xi màu trắng ngọc trinh. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. 300 triệu đồng cho một mẫu xe i10 bản sedan 2 đầu, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhá. Sơn xi màu trắng ngọc trinh này. Biển kiểm soát 15A25382. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Nhưng con này là bản hatchback một đầu các bác nhá. Bản hatchback một đầu. Chiếc này mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, xăng ăn tiết kiệm như ngửi. 100 cây chiếc này ăn tầm độ 5 lít rưỡi xăng trên 100 cây số. Đăng ký 5 chỗ ngồi các bác nhá. Và em đến một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Wingo. Sản xuất 2018 các bác nhá, 2018. Phiên bản số sàn, máy 1.2. Mang biển kiểm soát 12A biển Lạng Sơn. Một chủ từ mới các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Wingo. Dòng Toyota máy móc của nó rất là lành. Và tiếp theo kia là một mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2010. Số tự động, máy 2.0. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Tucson. Trước đó vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Con Innova này cũng mới cập bến cửa hàng các bác này. Đấy, chưa có giá cụ thể các bác nhá. Chiều em sẽ úp video cho các bác được tham khảo. Bác nào mà đúng chân hai cái mẫu xe này thì hãy nhấc máy lên alo cho em các bác nhá. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2008, bản đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Số sàn, máy 1.1, máy xăng các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2017 các bác nhá. Phiên bản số sàn, máy 1.0, máy xăng. Mang biển kiểm soát 98A15907. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, biển kiểm soát Bắc Giang. 265 triệu đồng, bản hatchback một đầu, không quan đục, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2014 các bác nhá. Bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Lạng Sơn, 12A044090. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng
cho một mẫu xe i10 bản đủ, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xoàng nguyên bản theo xe, đề lỗ sau đó tốt 258 triệu đồng. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2015 các bác nhá, 2015 phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Đỏ, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2011, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2013, phiên bản là số tự động máy 1.2. chỗ này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. Một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người, hàng nhập khẩu, bản hatchback một đầu. Và em lại đến một mẫu xe, đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe i10, hàng nhập khẩu có nhá, bản hatchback một đầu. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning, sản xuất 2015 các bác nhá, phiên bản là số sàn máy 1.25. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi, bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc các bác nhá. Và anh em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, bản đủ, bô lăng gật gù, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Máy móc của thằng Hyundai thì rất là lành các bác nhá, đồ đạc thì rất là dễ thay thế. Bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Honda Civic, sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy 1.8 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng một mẫu xe Honda Civic. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios, sản xuất 2011, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. 209 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá thương hiệu Nhật Bản. Con này là bản Nimo đã lâng kịch đồ các bác nhá, lâng như e luôn các bác này. Sơn xi màu đen. Và em đến một mẫu xe này là mẫu xe Daihatsu Lacetti. Daihatsu Lacetti có năm sản xuất 2009 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 164 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản sedan hai đầu, sơn xi của nó màu đen. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Camry có năm sản xuất 2007 các bác nhá, phiên bản là số tự động, số tự động các nhá, máy 2.4 máy xăng, một mẫu xe phân khúc hạng C. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 395 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Camry, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe gia đình các bác nhá, sơn của nó màu đen rất là đẹp. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Mazda 323 có năm sản xuất 2003, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2004, bản đủ, bản Classic. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 140 triệu đồng, bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Corolla có năm sản xuất 2001, phiên bản là số sàn máy 1.3 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 80 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng.
Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, phiên bản số sàn, máy 1.3, máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. 300 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản G số sàn, máy 1.3 các bác nhá, sơn xi màu đen. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về là chạy xe hoa rất là ok các bác này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Gencha. Daewoo Gencha có năm sản xuất 2009 các bác nhá, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gencha sơn xi màu đen. Xe rất là cứng xe các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.